Dạ vâng, em Thảo, siêu thị ô tô Cũng Yên xin được kính chào toàn thể quý vị chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ của em trong buổi livestream báo giá ngày hôm nay nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó là một mẫu xe Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc nha chị nhé. Và mang khối động cơ là 1.6 phiên bản số tự động. Và em mang trên mình sơn xi màu đen rất là đẹp luôn. Bên em đang chào bán với mức giá là 298 triệu đồng chị nhé. Giá trên em đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư Phố Lối B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng đi đội xuôi về Hải Phòng anh chị nhé. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và em mang biển số xe là 37A12331. Chỉ với mức giá là 298 triệu đồng thôi, giá trên đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn. Anh chị đã mới xem video clip của em thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày nha chị nhé. Họ sơn xi vòng quanh nội thất, sơn xi bên ngoài rất là đẹp rồi, rất là sáng bóng nhé, không có dấu hiệu của xước xác hay gì cả luôn. Em sẽ tiến về phần khoang nội thất cho anh chị xem ạ. Đây là phần khoang nội thất nhá. Nội thất được chủ xe bọc ghế da màu đen, đi xe cực kỳ là giữ gìn này, vô lăng cực kỳ là chắc chắn nha chị nhá. Còi đấy, còi rất là to và rõ ràng luôn. Trần lý nguyên bản theo xe, cửa sổ trời đều có nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Nội thất thì cực kỳ là tươi rồi. Đấy ạ. Phần tam ly cánh cửa đây anh chị nhìn này. Tam ly cánh cửa cực kỳ là đẹp anh chị nhá. Rồi là phần keo chỉ đây. Cam kết cho chị là xe không một lỗ nhỏ nào. Trang bị hộp số zig zag đi cực kỳ là thích luôn. Số tự động qua giờ định sẽ rất là nhàn nha chị nhá. Đây nội thất ghế da đằng sau đây ạ. Cũng rất là ok luôn, cực kỳ là sạch đẹp. Rất là tươi. Tam ni độ sần da cực kỳ là rõ nữa. Một mẫu xe hạng sang Kia Forte sản xuất năm 2009 nha chị nhá. Và trang bị hộp số tự động. Trang bị hộp số tự động nhá. Cho anh chị xem luôn phần cốp. Phần cốp cực kỳ là sạch đẹp và rộng rãi luôn anh chị nhé. Phần đinh bấm của máng nước bên lái này rất là đẹp luôn. Đinh bấm máng nước bên phụ đây, đầy đủ. Xe cực kỳ đẹp đấy chị nhé. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì tay alo trực tiếp xem. Nước sơ cua đây. Rất là đẹp anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe nào thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em ạ. Mẫu xe cực kỳ đẹp luôn, form dáng thì rất là ok rồi. Đó, em sẽ lổ máy cái phần nào. Lổ máy cho anh chị xem nhé. Mọi chiếc lăng của xe này thì chìa khóa tự động luôn, nên là anh chị làm mua đi tự động thì luôn luôn nhớ phải rút chìa khóa xe luôn luôn để trong người nhá. Em sẽ lổ máy để lổ start tốt đấy ạ. Đó, để lổ start tốt này. Xi nhan trái phải. Mọi chức năng hoạt động của xe rất là ok nhá chị nhá. Tương tính chính điện. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất là bình thường. Cửa sổ chờ này rất là đẹp anh chị nhé.
Đó, thì chị nào quan tâm mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em. Đó, em sẽ tiến ra phần phan động cơ cho chị xem. Đây là phần khoang động cơ của chiếc Kia Forte sản xuất năm 2009 chị nha, và trang bị hộp tự động, máy móc nổ cực kỳ là êm và máy móc rất là khô ráo chị nhá, không có dấu hiệu của mang dầu hay gì dầu gì cả. Một mẫu xe hạng sang và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, phong giá xe cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đó, chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì anh em cái alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư phố B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng đi Đội Sư về phòng anh chị nhé. Vâng, vừa rồi em đã quay chi tiết cho anh chị một mẫu xe Kia Forte sản xuất năm 2009 và trang bị khối động cơ là 1.6 phiên bản số tự động anh chị nhé. Và với mức giá bên em chào bán là 298 triệu đồng, em đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn. Anh chị đã quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư phố B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng Hà Nội xuôi về Hải Phòng anh chị nhé. Anh chị làm mới xem video clip của em lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà em thảo đưa lên hàng ngày anh chị nhé. Và sau đây em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý vị và chị ở video tiếp theo mà em đưa video lên ạ. Em xin chào toàn thể quý vị và quý khách hàng ạ.